Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Stick War. Và ngày hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình xâm chiếm những bộ tộc ở trong đường sâu đây. Và tôi đã chơi đến cái level 14 rồi nha, hoàn thành cũng được 40% chiến dịch rồi đó. Wow, các bạn ơi, nhìn mà xem kìa. Ngày hôm nay, thắng có thêm một thủ lĩnh mới, đó chính là cung thủ mặc áo choàng xanh. Nhưng mà đây là lính người ta cho, chứ không phải là lính thắng mua được đâu. Nên chỉ sở hữu duy nhất một em mà thôi. Không biết nếu như em này bị nghẽo thì đội của thắng có bị thua cuộc không đây? Bởi vì thắng là thủ lĩnh ở bên ngoài, còn đâu bạn đấy mới là thủ lĩnh ở bên trong game. Bạn đấy mà nghẽo chắc là bộ tộc sẽ bị thua đấy, nên là sẽ phải bảo vệ bạn đó thôi. Mà khoan đã, thắng làm quái gì có phù thủy đâu mà có những thợ đào mỏ với cả linh kiếm của phù thủy biến ra kìa. Nếu như không có thì thắng có thể mua được nha. Hai cái thằng này oai nhỉ, hai cái thằng danh con màu vàng này tự nhiên nhảy sang đây solo, trong khi đó thắng chưa có một cái binh lính nào cả, mới chỉ có một cái thủ lĩnh ở đây thôi. Nhưng mà một thủ lĩnh này là cũng tiêu diệt được mấy cái công thủ của bộ tộc bên nó đó. Ê, nó lại quay lại kìa, nó lại quay lại thì tấn công luôn. Oai, nhưng mà nhìn kìa, bên nó cũng có thủ lĩnh nha. Nó quay lại với rất là đông quân. Và một tên thủ lĩnh cũng mặc áo choàng xanh, nhưng mà già hơn thủ lĩnh của tụi thắng. Đầu của nó không có giáp vàng, thế nên là nó phải chạy về nhà rút quân lui rồi. Bộ tộc của bên nó thắng tiêu diệt mấy lần rồi, nhưng mà vẫn còn cái bộ tộc cung thủ này. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là bà phù thủy. Bà lại sẽ hồi máu cho cái đội quân của thắng nha. Còn cái ông pháp sư, ông ấy sẽ dùng sức mạnh của ông ấy để tấn công, nhưng mà mua mất tận 400 vàng cộng với 400 đá crystal. Ui, trời ơi, phù thủy của tôi chạy chậm quá, tí nữa là bị vỡ mồm luôn. Phù thủy lúc nào cũng phải đi ở đằng sau, không là bị toi mạng đó nha. Tất cả anh em xông lên thì tụi nó lại chạy kìa. Chạy đi đâu thì cứ gâu gâu cho anh một tiếng để anh đuổi theo. Why, tụi nó có giáp chắn á? Tưởng tụi thắng không có á? Tụi thắng cũng có giáp chắn luôn nha. Đứng ở đây solo đi. Ê, hay quá. Ô nhìn kìa, cái tên thủ lĩnh của bên bộ tộc bắn cung này, nó đang đứng ở đây nha. Và nó còn một chút siêu máu này. Hết máu luôn. Nhưng mà phải phá hủy cái bức tường của tụi nó nữa thì bên thắng mới giành chiến thắng được. Anh em bắn mạnh lên. Thắng quên mất chưa mua cung. Vẫn chưa đủ đá crystal nên là mình cứ mua cùng với cả lính bắn giáo mà thôi nha. Với cả bây giờ bọn thắng đã có cái chiêu mà cắm xuống đất xong rồi buộc dây thừng của đội bạn, khiến cho lính của đội bạn không thể rút lui hay là không thể tấn công được luôn. Anh em sọc mạnh lên. Nhìn kìa. Ôi, mấy cái tên màu vàng này bị kẹt rồi, tụi nó không thể bắn cung được rồi. Thôi xong, nhưng mà cái bức tượng của tụi nó cũng sắp bị sụp đổ rồi, còn đâu nữa, không kịp đâu nha. Bên anh đông quân như thế này cơ mà. Trong vòng 5 phút 34 giây là thằng đã tiêu diệt được đội bạn rồi, bộ tộc kia. Tụi thắng không đi xâm chiếm ở trong rừng nữa, mà tụi thắng đi thẳng ra một cái núi đá. Núi đá này không có cây xanh, không có nước nôi gì cả. Let's go. Địa điểm mới, chắc chắn là sẽ có quái vật mới nha. Xem nào, không thấy quái vật mới, chỉ thấy cái bức tượng của bộ tộc kiếm thủ. Wow, ôi dồi ôi, mọi người ơi, cứu tôi. Tụi nó có một cái loại sinh vật gì? À, vẫn là mấy cái con khủng long ở trong rừng, nhưng mà ở trên lưng của tụi nó gửi theo mấy cái tên sát thủ cầm kiếm kiểu như xoay cánh quạt xoay ấy. Ôi dồi ôi, tụi nó máu rất là trâu nha. Thắng phải cho vài cái thợ đào mỏ của thắng rút lui mới được, không là mấy cái con khủng long kia nó mổ lính của thắng, cả thợ mỏ của thắng nghèo. Hay quá, một cái tên khủng long kia nó đã bị nghèo rồi nha, mà phải gọi tụi nó là quạ mổ mới đúng. Nhìn cái đầu giống đầu của con quạ. An toàn rồi, tất cả anh em lên đào vàng với cả đào đá crystal, tiếp tục đi. Ôi ôi, bọn nó lại quay lại tấn công thắng kia. Nhưng mà lần này không sao nha, tụi thắng còn đông quân. Ê, mà tụi nó còn một chút xít máu. Ôi, may cho cái tên danh con kia, nó hồi máu khá là nhanh đấy. Nếu không thì nó đã bị lăn xuống cùng với cái con đại bàng khủng long của nó rồi. À, xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là pháp sư của thắng nha. Ông pháp sư này hơi già rồi, nên là đi nó bị gồng lưng gừ lưng. Nhưng mà không xấu trai đâu, sức mạnh hơi bị ghê gớm đó nha. Đã đủ quân số 100/100 người. Và bây giờ xuất phát tấn công, xâm chiếm cái cỏ tròi này, biến thành cái cỏ tròi của mình.
Ui dồi ôi, 6 tên. Oh my god. What? Tụi nó chạy kìa. Hoan hô, hoan hô. Tụi nó chạy thì tụi đang sẽ đuổi theo nha. Pháp sư với cả phù thủy đi chậm quá đi. Xâm chiếm của trời thành công. Và bây giờ là anh em ơi, attack. Tấn công, tấn công, tấn công. Các bạn để ý mà xem nha. Tụi thắng sẽ có chiêu dây từng cắm xuống đất. Nhưng mà do mấy cái con này nó chạy lăng quăng mới cả khỏe quá nên là dây từng bị đứt mất tiêu rồi. Trời ơi, quánh nhau loạn tà xoạ như này, thắng nhìn còn không biết bên nào nhiều quân hơn, bên nào ít quân hơn nữa. Mà thằng cũng không có cái chiêu gì để tăng tốc sức mạnh ta. Uầy, thôi chẳng biết làm gì cả. Bây giờ cứ xem cả mua binh lính ra mà thôi. Chắc là thằng phải rút lui thôi. À không, tụi mình vẫn còn rất là nhiều quân luôn. Tấn công anh em, tấn công. Ơi, chạy đi. Cái con đại bàng khủng long này bị dây thừng buộc rồi, sau đó là cắm xuống đất nên là nó không thể rút lui được. Ok, và bây giờ là tấn công nha anh em. Tấn công, tấn công, tấn công để giành chiến thắng chứ không thể đợi lâu được. Bởi vì tụi nó có bộ tộc con đại bàng, tụi thắng thì không có. Tụi thắng máu không trâu bằng tụi đó nên là không làm gì luôn. Tụi nó cứ quay kiếm thì kia. Mấy con đại bàng khủng long của tụi nó còn ít máu quá các bạn ơi. Bắn đi. Một con khủng long đã bị nghẽo rồi. Hay quá, chỉ còn duy một con khủng long nữa thôi. Anh em đâu, xông lên. Giành chiến thắng rồi. Uầy, tụi nó lại cho ra một em đại bàng nữa kìa. Nhưng mà ba phù thủy của tụi thắng không biết là chắn cái giáp ra. Hình như là phù thủy của tụi thắng chỉ hồi được máu thôi nha các bạn. Mua tiếp phù thủy, mua tiếp pháp sư nữa kìa. Ghê chưa, còn một con khủng long duy nhất và nó cũng bị hạ gục rồi nha. Và bây giờ tụi thắng chỉ cần tập trung bắn vào cái bức tượng kia thôi là sẽ giành chiến thắng. Ui rồi ôi, tụi nó cho xuất hiện một phát ra ba con khủng long luôn. Kiểu như là hack nha. Mua là chỉ mua một con ra lần lượt thôi chứ đây ra một phát tận ba con. Mà không phải là ba con đâu, tận bốn con luôn đấy. Ôi dồi ôi, thế này tôi làm sao mà chiến thắng được đây. Cố gắng lên anh em ơi, chúng ta chỉ còn một chút thôi. Thắng là thắng sẽ điều khiển anh lính khiêng giáo này vào chọc trụ mới được. À, có một thằng bắn cung ở đằng xa xa kia. Thắng sẽ cho giáp, nó không thể bắn cung vào cái đội lính của thắng được đâu nha. Và bây giờ, bức tượng của tụi nó đã bị sụp đổ rồi. Yeah! Ui nha, trận chiến lần này mới quan trọng nè. Bọn thắng sẽ đi vào một chiếc hang. Một chiếc hang có biểu tượng là một con chim có đôi cánh rất là khổng lồ. Tụi thắng đang ở trong hang rồi nha. Các bạn nhìn phía xa xa kia mà xem, nó là con chim hay là con chuột kia? Chắc là con rơi rồi. Nhìn mặt giống con rơi và có hai cái cánh rơi, kinh khủng khiếp quá. Và bộ tộc lọc là... thì ra là bộ tộc người rơi. Oh my god, ở trong này sẽ có rất là nhiều các con quái vật nha. Các bạn nhìn cái lá cờ mà xem kìa, lá cờ đầu lâu xương sọ. Và ở trong này sẽ có zombie kìa. Bọn zombie tấn công rất là đông. Và đây mới là chùm cuối của cái bộ tộc ở trong hang. Đó chính là người rơi. Không, không gọi đó là người rơi được, mà phải gọi là quái vật quỷ rơi. Uầy, tụi nó đã tấn công thắng rồi. Hai con quỷ rơi. Uầy, anh em ơi, xông lên tấn công. Và bọn nó bắn ra cái mũi tên nha. Thì binh lính của thắng sẽ bị nhiễm độc. Không biết là cái bộ giáp này có chắn được mấy cái mũi tên của tụi nó không? À, các bạn ơi, tụi nó không mạnh như thằng nghĩ đâu. Hai cái con rơi đấy nhá, bắn mấy cái là tụi nó ngã rồi. Tụi nó chỉ có cái sức mạnh là độc của những cái mũi tên của tụi nó thôi. Với cả mấy cái con zombie này. Ôi giời ơi, mấy cái xác chết bắn mấy cái là tụi nó rụng rời hết cả chân tay ra rồi. Tưởng thế nào cơ, không có gì phải lo nha. Thắng sẽ dùng chiêu mua mất 200 viên đá crystal để phục hồi, không cho lính của thắng bị trúng độc nữa. Đó, tất cả binh lính của thắng bây giờ sẽ được phục hồi. Cứ tưởng là phục hồi cả cho cái quân đội của tụi nó thì cô mà nguy to tốn hết cả tiền. Thấy chưa, bây giờ là binh lính của thắng đang được phục hồi máu nè. Nhưng mà hơi là bị nhầm chỗ xong bị lệch bên rồi. Anh em quay lui một tí, lần đầu tiên sử dụng chiêu lên là hơi bị nhầm. Và bây giờ là đợt tấn công thứ hai nha, nhưng mà là thắng tấn công bộ tộc quỷ rơi. Anh em xông lên. Ông già pháp sư kia đi chậm quá, có kịp hỗ trợ không đây? Wow, tụi nó đông rơi quá đi. Giáp chắn, giáp chắn, giáp chắn.
Hay quá, tụi rơi của tụi nó không làm gì được luôn. Không làm gì được bên thắng đâu nha. Ôi rồi ôi, rơi gì mà máu yếu như thế kia. Wow. Nhưng mà mỗi tội là tụi thắng bị nhiễm độc thôi. Thắng sẽ dùng chiêu của bà thắng không thể sang được cái địa phận của tụi nó, không thể hồi máu được. Nên là bây giờ chỉ bắn chay từ xa thôi, kiểu gì là cũng thắng rồi. Cung nhiều như thế này cơ mà. Ơ, bức tường của tụi nó cũng rất là yếu luôn nha. Ôi giời ơi, cứ tưởng là căng thẳng nắm cơ, hóa ra là giành chiến thắng rồi. Không thể nhìn bề ngoài mà đoán tụi nó được. Nhìn ngầu nhưng mà lại rất là yếu, nhìn yếu nhưng mà lại rất là ngầu. Thôi nha các bạn ơi, bây giờ tôi phải kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ là bye bye.